được giới thiệu sơ lược về cuộc đời, về sự nghiệp văn chương của cụ Nguyễn Đình Chiểu, cũng như là nội thất xung quanh đền thờ. Trước tiên thì em sẽ nói về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của cụ. Dạ, kính thưa quý đoàn, như quý đoàn chúng ta đã biết, cụ Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ, một người thầy thuốc, nhưng đồng thời cụ cũng là một nhà giáo mẫu mực. Cụ sinh vào ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay thuộc khu vực Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thân sinh của cụ là ông Nguyễn Đình Huy, làm việc trong văn hàng ti ở Huế. Ông đã có một vợ và hai con, nhưng sau đó ông theo tảo quân Lê Văn Duyệt vào Gia Định, gặp bà Trương Thị Thiệt, cưới làm vợ thứ và sinh ra cụ Nguyễn Đình Chiểu là người con đầu lòng. Cụ có 7 anh em, 4 trai và 3 gái. Từ nhỏ cho đến năm 10 tuổi, cụ sinh sống ở Gia Định cùng với mẹ. Sau đó thì cụ theo cha ra Huế học 8 năm rồi trở về Gia Định. Đến năm 1843, cụ thi đỗ tú tài và sang năm 1846, cụ quyết định trở ra Huế để chuẩn bị cho khoa thi hội vào năm 1849. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi khoa thi hội thì năm 1848, cụ đột ngột hay tin mẹ mất và cụ đành phải bỏ dở khoa thi để trở về quê cùng với người em là Nguyễn Đình Tự chịu tang mẹ. Và trên đường về quê chịu tang mẹ thì vì khóc thương quá độ, không đến nỗi cụ phải lâm bệnh nặng và bị mù cái đôi mắt. Chính vì thế, cụ thành phải dừng chân tại Quảng Nam, trị bệnh tại nhà một ông thầy thuộc dòng người y tên là Trung. Và tại đây thì cụ đã học luôn nghề thuốc của ông thầy Trung. Và có một điều cần phải nói thêm là hầu hết những người học hán văn như cụ thì đa phần đều có thể làm được nghề thuốc. Nhưng riêng cụ cũng học được nghề thuốc từ một ông thầy giỏi, nên nghề thuốc của cụ nhanh chóng được nhân dân truyền tụng khắp nơi. Sau khi trị bệnh đã ổn định, mặc dù đôi mắt không khỏi mù lòa, nhưng cụ vẫn quyết định trở về gia đình chịu tang mẹ. Sau khi mãn tang, cụ mở trường dạy học, bắt đầu làm nghề thuốc và sáng tác thơ văn. Cũng chính trong khoảng thời gian này, cụ đã sáng tác nên truyện thơ đầu tiên, đó là truyện Lục Vân Tiên. Tác phẩm này được viết bằng chữ nôm theo thể thơ lục bát của dân tộc, dài 2.082 câu. Nội dung của tác phẩm kể về cuộc đời cụ, đó là vào khoảng thời gian năm 1843. Sau khi cụ thi đỗ tú tài, thì có một gia đình giàu có nhà họ Võ đã hứa gả con gái cho cụ. Nhưng gia đình này liền bội ước sau khi nghe tin cụ bị mù lòa. Qua tác phẩm này, cuộc đời của cụ nhanh chóng được nhân dân biết đến. Và sau đó một thời gian thì có một người học trò của cụ, đó là ông Lê Tăng Quýnh, vì cảm nể tài năng, đức độ, đồng thời cũng cảm thương cho hoàn cảnh của thầy, nên đã xin với gia đình đem người em gái của mình là bà Lê Thị Điền gả cho cụ. Đến ngày 17 tháng 2 năm 1859, sau khi thực dân Pháp chiếm thành Gia Định, thì cụ đã cùng với gia đình xuôi thuyền về quê vợ. Đó là ở làng Thanh Ba, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và chính tại nơi đây, cụ đã sáng tác nên án văn bất hủ, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc, cùng với tác phẩm Dư Từ Hà Mậu, với hai câu thơ nổi tiếng. Chở bao nhiêu đào thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chặt tà. Đến ngày 5 tháng 6 năm 1862, sau khi triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất nhường ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ lại cho thực dân Pháp, thì một lần nữa cụ lại cùng với vợ con rời quê hương Cần Giuộc về tị địa tại vùng đất Ba Tri này. Và mãi cho đến tận bây giờ thì vẫn không ai hiểu vì sao cụ lại chọn Ba Tri làm nơi gắn bó trong suốt khoảng thời gian còn lại của mình. Có người thì cho rằng vì nơi đây là nơi đầm lầy xa nhật, cũng có người cho rằng vì Ba Tri là mảnh đất đã sinh ra vị tiến sĩ đầu tiên của Nam Kỳ lục tỉnh, đó là tiến sĩ Phan Thanh Giản. Có lẽ vì tất cả những yếu tố trên nên cụ mới quyết định về đất Ba Tri. Và lúc đầu thì cụ sinh sống tại nhà ông Nghè Long, một người bạn thân. Đây khoảng
2 km và cụ đã sinh sống trong khoảng thời gian 26 năm cuối đời tại đây. Trong khoảng thời gian 26 năm này, cụ đã để lại cho nhân dân Ba Tri nói riêng cũng như nhân dân cả nước nói chung một tác phẩm lớn nữa. Đó là tác phẩm Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp, trong đó có 2 câu thơ. Thà đuôi mà giữ đạo nhà, còn hơn có mắt ông cha không thờ. Sau khi 6 tỉnh Nam Kỳ rơi hết vào tay Pháp, cụ lại sáng tác nên bài văn tế thứ 2, đó là bài văn Tế Lục Tỉnh Sĩ Dân Trận Vong, cùng với các bài điếu như là điếu Phan Tùng, điếu Trương Định, điếu Phan Thanh Giản. Ngày 3 tháng 7 năm 1888, sau một cơn bệnh nặng, cụ qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Sự ra đi của cụ đã để lại trong lòng những người dân nơi đây một niềm xót thương vô hạn. Lớp lớp học trò, con cháu, bà con gần xa cùng những người thân chủ đã được cụ chữa khỏi bệnh đều đến để tan cụ với một niềm thương tiếc vô bờ. Ngày đưa linh của cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, cả cánh đồng làng An Bình Đông rợp trắng một màu khăn tang. Có thể thấy, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu là một con người sống thanh cao, giản dị. Cụ là một nhà thơ, một người thầy thuốc, nhưng đồng thời cụ cũng là một nhà giáo mẫu mực để lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay phải noi theo. Trong con người cụ, lúc nào cũng dạt dào một tình yêu thương đối với tổ quốc, đối với đồng bào. Cụ căm thù bọn thực dân cướp nước, căm thù cái xấu, cái ác và tất cả điều đó đã được bộc lộ qua hầu hết các tác phẩm của cụ. Về nội thất bên trong đền thờ, em xin phép được giới thiệu ạ. Tổ của Nguyễn Đình Chiểu làm bằng đồng nặng 1,2 tấn. Lưu hương, chân đèn và đôi hàng thì đều bằng chất liệu đồng thau. Riêng đôi hàng này do ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi tặng. Bàn thờ và 4 liệt áp sát cột bằng chất liệu gỗ lim. Trên đó có khắc 2 câu thơ nổi tiếng của cụ. Còn 2 câu thơ phía bên ngoài là của ông Nguyễn Văn Châu, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đã viết để ca ngợi công đức của cụ. Nhân nghĩa sáng ngời vầng nhật nguyệt, văn chương tỏ rạng ánh sao huy. Về 2 mảng phù điêu. Mảng phù điêu bên phải diễn tả trận đánh đầu tiên của người giáo làng Phan Ngọc Tòng khi ông lãnh đạo nhân dân dùng vũ khí thô sơ để đánh thực dân Pháp trong đêm chiến hành quân lấn chiếm vùng đất Ba Tri vào đêm ngày 6 rạng sáng ngày 7 tháng Giêng năm 1868. Còn mặt phù điêu bên trái diễn tả cảnh cụ Nguyễn Đình Chiểu đang đọc bài văn Tế Lục Tỉnh Sĩ Dân Trận Vong tại chợ đọc Ba Tri vào năm 1883. Sau đây thì em xin mời cả đoàn chúng ta di chuyển đến phía sau để thăm mộ phần của cụ ạ. Và xin mời cả đoàn chúng ta sang hướng này.